Xin chào mọi người, em tên là Ngọc Linh, năm nay em 20 tuổi. Đầu tiên thì em biết được cái chương trình du học nghề ở trên Internet và sau đó thì em đã lên thành phố để em có thể tìm được một cái trung tâm để dạy tiếng Đức cho mình. Và sau đó thì em biết đến IECS. Sau khi tìm hiểu về trung tâm thì em đã quyết định là theo học với bên IECS, là học theo từ A1 luôn. Và trung tâm thì em cảm thấy là có rất là nhiều bài tập ngữ pháp về tiếng Đức và đã hỗ trợ cho em rất là nhiều trong cái quá trình mà em học. Lộ trình học ở bên IECS là em đã theo học 8 tháng và sau 2 tháng nữa thì em đã đậu đủ 4 kỹ năng B1. Sau khi mà đủ 4 kỹ năng thì bên trung tâm đã hỗ trợ được và em đã có hợp đồng nghề sau 1 tuần. Sau khi nhận hợp đồng nghề thì em đi nộp hồ sơ xin visa và sau đó thì thầy bên Đức đã mail cho bên đại sứ quán, và sau một ngày sau khi thầy đã liên hệ trực tiếp với đại sứ quán thì em đã nhận được visa. Dạ, em theo học là theo học hệ điều dưỡng 3 năm. Với chương trình học này thì em không cần phải chứng minh tài chính hay là mất tiền học phí. Còn em theo học là em theo học tại thành phố Heidelberg. Chị Thùy Anh ở bên Đức đã hỗ trợ cho em về việc tìm kiếm nhà ở thì rất là gần với cái chỗ mà em theo thực tập. Đi bộ mất chỉ khoảng 15 phút thôi. Thì em thấy cái việc đó rất là thuận lợi, thuận tiện cho em khi mà em đi làm sau này. Và cũng như là tiền em được trợ cấp trong năm đầu tiên rất là cao, và khoảng 1.030 euro. Dạ, thì em rất là vui mà cũng hồi hộp nữa. Tại vì sau đó thì em có thể là qua một cái đất nước mới. Theo như mình trong cũng trải nghiệm của mình về việc kiếm các trung tâm dịch vụ để làm hồ sơ á, thì mình cảm thấy là nên chọn những trung tâm có cái quy trình xử lý hồ sơ rõ ràng cũng như là cái thời gian xử lý hồ sơ, để tránh việc mất thời gian cũng như là việc hết hạn B1. Mình cảm thấy là yên tâm hơn khi mà có một cái sự liên kết giữa Việt Nam với Đức. Là khi mà qua bên Đức thì mình có thể liên hệ với trung tâm tại bên Đức để có thể giúp mình xử lý những giải quyết những khó khăn khi mình gặp phải. Mình nghĩ là sau khi có visa xong á thì cũng chưa là hẳn là kết thúc, mà là một sự mở đầu khó khăn hơn. Ví dụ như mà nếu mà trung tâm không có cái sự hỗ trợ bên Đức á, thì mình nghĩ là qua đó sẽ rất là khó khăn trong việc như là kiếm nhà, rồi những cái chi trả sinh hoạt phí cũng như là gia hạn visa sau khi 6 tháng. Mình mong là trung tâm sẽ thể giúp đỡ được nhiều học viên như mình có một cái visa giống như là một cái nghề nghiệp ở bên Đức, có một công việc ổn định giống như là theo mọi người mơ ước để có thể đặt chân đến Đức.